Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 31 tháng 5 trên kênh VTV và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, ở các khu vực của Bắc Bộ và khu vực Bắc miền Trung sẽ tiếp tục xảy ra mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 80 đến 120 mm, có nơi lên tới 150 mm. Bên cạnh đó, các khu vực ở Tây Nguyên và Nam Bộ, khu vực Nam Trung Bộ, gió chịu ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam, trạng thái mưa dông về chiều sẽ thường xuyên ảnh hưởng ở khu vực này và sẽ duy trì trong nhiều ngày tới. Trong đó, trạng thái mưa to đến rất to tập trung chính ở các khu vực phía Tây của miền Tây Nam Bộ. Thưa quý vị và các bạn, dự báo trong đêm nay và ngày mai, khi rãnh áp thấp dịch chuyển xuống Bắc Bộ, mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn, sẽ có nơi có mưa vừa mưa to và dông mạnh. Do mưa đang lại nên nhiệt độ ngày mai ở miền Bắc sẽ có xu hướng giảm nhẹ xuống chỉ còn từ 29 đến 32 độ. Với Trung Bộ, từ vẫn tiếp tục nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai phổ biến ở ngưỡng từ 34 đến 36 độ, trải dài khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Bình Thuận. Ở phía Nam, trong đêm nay, mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng giảm xuống ở diện rải rác. Đến trưa chiều mai, mưa sẽ quay trở lại, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên là từ 28 đến 30 độ, còn tại Nam Bộ, nhiệt độ trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, khu vực phía Bắc của Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan đều có mưa dông mạnh, có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét.